Hoa kim châm không còn xa lạ đối với mọi người. Ngoài việc dùng để chế biến các món ăn giúp bồi bổ sức khỏe, tiêu hóa tốt, thì trong đông y còn sử dụng vị thuốc này để làm tăng lượng tiểu cầu trong máu. Hoa kim châm hay còn gọi là hoa hiên là một loại cây thân thảo, sống lâu năm, thân và rễ ngắn, là lá dạng sợi, lá có nhiều mạch lá, phân thành nhiều nhánh, hoa màu vàng, có vị ngọt, to giống như là hoa la kèn, có mùi thơm, có 6 phiến, quả hình ba cạnh, màu đen bóng. Hoa kim châm có thể sống ở đa dạng mọi thời tiết. Ở nước ta thì cây mọc chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở Đà Lạt. Trong hoa kim châm có chứa nhiều chất protein, chất xơ, tro, vitamin A và C. Ngoài việc sử dụng hoa kim châm làm hoa trang trí ở phòng khách hay là chế biến các món ăn dân dã đầy dinh dưỡng, thì loại hoa này còn là một vị thuốc giúp hỗ trợ điều trị bệnh trong đông y. Tác dụng chính của hoa kim châm là giúp hỗ trợ điều trị bệnh giảm tiểu cầu trong máu, làm mát gan, hỗ trợ điều trị ngăn ngừa ung thư, giúp an thai cho phụ nữ, thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị ho, bí đái, chảy máu cam, hỗ trợ điều trị viêm gan, trĩ, hỗ trợ điều trị sưng vú, viêm vú, ít sữa. Cách dùng hoa kim châm để làm tăng lượng tiểu cầu trong máu thì các bạn lấy khoảng 30g hoa kim châm khô, nấu với 300ml nước, sôi 10 phút là có thể uống được, uống khi khát, không nhất thiết phải quy định thời gian nào. Hoặc là lấy 2 củ sâm đại hành với 30g hoa kim châm, nấu chung với 500ml nước, rắc cạn còn lại một chén và có thể dùng khi nóng. Nếu mà dùng để an thai thì các bạn dùng 30g hoa kim châm, 30g củ gai tươi để nấu canh, duy trì 2 lần một tuần thì vừa an thai mà vừa bồi bổ sức khỏe và cho mẹ và thai nhi. Dùng để điều trị mất ngủ thì dùng 30g hoa kim châm tươi hoặc là khô, nấu với 500ml nước, sắc cạn còn lại một chén và cho thêm đường phèn vào, uống khi nóng. Lưu ý là không nên lạm dụng hoa kim châm quá nhiều, sẽ gây khó thở, chèn ép tim và mờ mắt. Không sử dụng hoa kim châm để ăn sống vì có thể gây ngộ độc. Đối tượng bị dạ dày hoặc là ruột thấp nhiệt, thấp độc thì không nên dùng. Tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán hoa kim châm, được thu hái, rửa sạch và đóng gói bảo quản kỹ lưỡng. Các bạn có thể liên hệ qua số hotline của công ty Thảo Dược để đặt hàng.